Xin chào các bạn, đây là nơi mà KD hay đến vào dịp hè. Và hôm nay KD rất vui khi giới thiệu với các bạn Phú Ninh Lake in Quảng Nam Province. Ok, Phú Ninh Lake. Và mình có từ artificial, tức nghĩa là nhân tạo. An artificial lake là một cái hồ nhân tạo ha. It's an artificial lake in Quảng Nam Province. It's 15 kilometers from Chu Lai Airport. Để mà nói khoảng cách á, từ cái airport thì mình sẽ nói là bao nhiêu cây from the airport, right? So it's 15 kilometers from Chu Lai Airport. Khá là xa. Và mình có cái từ là mineral, khoáng chất. Mineral spring, đây là cái suối khoáng ha. Hot mineral springs, cái suối khoáng nóng. Ở đây là có những cái suối khoáng nóng như vậy nên là nó có những cái loại nước đóng chai có tên thương hiệu của Phú Ninh luôn, rất là chất lượng ha, rất là ngon. Mình sẽ có cụm là a great variety of, có nhiều loại gì đó. For example, there is a great variety of animals and plants. Ở khu Phú Ninh này có rất là nhiều loại động thực vật ha. Và mình có cụm là red data book, tức là cái sách đỏ. Ok. Và mình để ghi lại trong sách đỏ mình sẽ dùng từ record. These animals are recorded in Vietnam's red data book. Và mình dùng cấu trúc bị động ha. Những cái con này nó, những con vật này nó sẽ được ghi lại nên mình sẽ dùng bị động. Các bạn nhìn thấy những cái nhà xinh không? Nó nằm ở phía gần như là tree house vậy đó. Các bạn nhìn từ xa mình sẽ có từ mountain range, tức là những cái rặng núi ha. Mountain range. Và những cái khu ngoài xa đó là small island. Và mình có từ flood, vừa là danh từ vừa là động từ, là bị lũ lụt ha. Small islands often flood in rainy season. Những cái đảo ngoài xa đó vào cái mùa mưa thì là nó sẽ bị nước dâng lên và nó sẽ bị ngập lụt. Có những cái bàn cái ghế rất là lý tưởng để ngồi chơi luôn á. Chỗ chụp ảnh đây nè, nhiều lắm, đi quanh cái khu này khó có nhiều thứ chơi lắm. Agricultural là tính từ của từ agriculture. Và mình sẽ có cụm là agricultural use, dùng trong nông nghiệp ha. Thì cái nước này để được sử dụng trong nông nghiệp. It's the main source of water for agricultural use. The main source. Take a look at the sunset. Beautiful sunset. So nice, right? Cái này làm cho mình gợi nhớ đến cái cảnh ở số nơi ở Nhật Bản á. Cái sunset nó rất là giống nhau nha. Chắc là đó, ở đâu nó cũng vậy thôi. And it's really worth a visit. It's worth a visit. Okay, just come here. Mình có cảm giác nó rất là giống Đà Lạt, nhưng cái khí hậu nó khác thôi. Nên Katie đến đây rất là nhiều lần. Đến một lần ở cách đây 10 năm hay sao đó. Sau đó mình đi hoài, năm nào mình cũng đi hết. Và mình chọn cái mùa nào mà mát mát mình đi. Very romantic, right? À, và các bạn nhớ là nhớ cầm theo cái kem chống mũi nha. Nếu mà muốn đến đây thì vì ở đây khá là nhiều mũi thì nó rất là thiên nhiên và nó rất là yên tĩnh. Nên là hầu như là người ta không có xịt gì nhiều hết. Nên mình nhớ cầm theo cái kem bôi chống mũi. Bye bye!